Về dép đấy. Anh về dép đi. Này, chị Mai Liên đến rồi kia kìa. Ôi đâu? Sao nó lề dề thế nhỉ? Không phải móm được gì nữa. Móm chưa? Các cậu lên xe. Đóng cửa vào. Các cậu đi anh. Ta đi. Chờ nó đóng cửa vào. Lần này chị cho một trận. Đi đi. Ôi kìa, tao rơi với. Làm cái gì đấy? Kìa. Dừng lại, cho tôi lên với. 10 bát rơi nước à, chú cứ để tôi. Thưa bác trưởng họ, hôm nay vợ chồng chúng em mời bác sang là để thưa với bác một việc hệ trọng mà. Lệ Thanh đâu? Dạ. Ra đây con. Dạ. Chào bác ạ. Chào cháu. Chuyện là thế này ạ. Anh thường họ ta có quen ông bầu ca nhạc Văn Khoa, chúng em có dò la tin tức thêm, được hay đó là một ông bầu đứng đắn, có tâm huyết với nghề ạ. Chúng em nghĩ ngợi mãi rồi, nghề cải lương của chúng ta hiện không có lối thoát, còn ca hát mới thì đang được hâm mộ. Vợ chồng em muốn gửi cháu ra Hà Nội học ca nhạc mới ở bầu khoa. Ý của bác cả thế nào ạ? Nếu ai cũng như cô chú cả thì lấy ai là người gìn giữ nghề nghiệp truyền thống dòng họ nhà ta. Nhưng cô chú đã quyết thì có ngăn cũng chẳng được. Anh Quang, em không thể hát sau anh Huy Quang được. Em hát chất dân ca, hát sau bài Em Muốn Sống Với Trọn Đời của anh là đúng rồi, phải không anh Khoa? Chương trình tôi sắp xếp như thế là hợp lý rồi. Đã thế em không hát nữa. Trời ơi, các cô chạy show mấy chỗ tối nay tôi biết cả rồi, đừng có gây khó dễ cho tôi. Em không biết. Này, sau ngày lễ này cô lại phải cần đến tôi, chỉ có tôi mới có hợp đồng biểu diễn thường xuyên, cô phải nghĩ đến những ngày khác không có việc nữa chứ. Em phải biết điều một chút, anh Khoa nói đúng. Những ngày không có việc thì sao? Anh Khoa có nhiều lịch diễn và tạo điều kiện cho em đến với khán giả, em nên giúp anh ấy chứ. Thôi, hát trước đi. Có thế chứ. Xong rồi anh ạ. Cảm ơn Huy Quang. Không có gì. Trước hay sau một tí có quan trọng gì đâu. Khán giả thì một là ẩm ướt, hai là giật đùng đùng là họ thích ngay. Mà các cô các cậu cũng chán lắm, cần làm nghệ thuật đích thực thì không tới, cần làm hàng chợ thì cũng không xong, nhưng kèn cựa nhau thì không ai bằng. Tôi đến khổ. Anh Khoa, không phải ca sĩ nào cũng thế, anh đừng giận cá chém thớt. Cho cái loa đằng kia to to lên một tí, không nghe thấy gì cả. Vâng, anh yên tâm. Anh Khoa, cái gì chả thấy Mai Liên đâu cả. Mai Liên đâu? Sắp hết chương trình rồi mà chả thấy cô đâu cả. Bình tĩnh, không? Bình tĩnh. Con bé này đâu phải lần đầu tiên nó chơi trò ú tim này. Nhưng mà nó sẽ đến. Bây giờ cậu ra bảo Phương Hoa hát thêm một bài nữa, khi giới thiệu nó chậm chậm kéo dài thời gian ra. Đi nhanh lên. Vâng, dạ vâng. Hợp đồng hai bài là hai bài, sao bây giờ là ba bài là thế nào? Khổ quá, thì em giúp bọn anh. Mai Liên hiện giờ chưa đến, em hát thêm một bài, kéo dài thời gian để chờ nó giúp anh nhé. Đã thế, cắt xê ta một nửa đấy. Em bắt bí anh đi à? Em không bắt bí ai hết. Em làm em hưởng 200.000 hát 2 bài, 3 bài là 300.000. Ai bắt bí nhà anh nào? Thôi được rồi, cứ thế. Cô ra hát cho tôi 3 bài. Nhanh lên, khẩn trương lên. Có thế chứ. Thank you.
sinh viên rồi, làm thế nào bây giờ anh Khoa? Anh Khoa ơi, họ bắt đầu la hót rồi đấy, họ có hàng trăm người đập pháo loa đài sẽ có màn mình chết. Để, cậu ra bỏ lái xe, nếu có sự cố gì lái xe ra cổng chính, tôi sẽ nhờ công an can thiệp nhé. Vâng. Đây này, mấy cậu ra nha. Dạ. Ra đi mau lên. Đây. Các cậu và lấy mũ bảo hiểm đội vào, ra biểu diễn nhé. Vâng. Các cậu chuẩn bị phun phông màn, trang âm. Khi bọn tôi tấu hài xong thì rút nhé. Vâng, được rồi. Tiết mục mới. Ông này hát gì tấu hài à? Ông này chưa chắc đâu. Kính thưa quý vị khán giả, sau đây Văn Khoa sẽ trình bày tấu hài. Không tấu hài đâu. Người sao hỏa lấy vợ. Ôi trời ơi, làm người sao hỏa. Đấy lên, cần trương. Cần trương lên. Đấy. Hai, ba, chào. Kính thưa quý vị khán giả, sau đây Văn Khoa sẽ cùng ban nhạc Apollo đến với quý vị khán giả một tấu hài độc đáo, đó là Người sao hỏa lấy vợ hành tinh xanh. Không có Mai Liên đâu, bị lừa rồi. Anh Khang à, Khang à, Mai Liên đến rồi. Đấy. Và kính thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị khán giả chê tài năng Văn Khoa và ban nhạc Apollo kém cỏi, thì cũng xin quý vị khán giả một tràng pháo tay an ủi để chúng tôi đưa vào hậu trường, nhường chỗ lại cho ngôi sao Mai Liên. Và xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là ca sĩ Mai Liên. Làm ăn thế suýt chết ba đời con đấy. Xin chào. Chào anh. Mời bác ngồi. Nhà tôi đã kể qua rồi. Bác và cháu đã vượt qua cửa ải đầu tiên là cô ấy, thì tôi cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng thôi. Bác và cháu tên gì nhỉ? Dạ thưa anh, tôi là Tùng Lân, ngoài cải lương ạ. À. Còn cháu là Lệ Thanh, dạ. Cũng theo nghiệp nhà tôi. Nhưng bây giờ cải lương mặt vặn quá, tôi muốn hướng cháu đi vào ca mới. Âu cũng là cái nghiệp. Cháu nó mể hát sướng lắm. Tôi muốn đưa cháu nó ra đây để nhờ anh giúp đỡ. Thế cháu đã học thanh nhạc chưa? Thanh nhạc là gì ạ? Bác và cháu ngồi chơi, trò chuyện với nhà tôi. Tôi xin phép đi có việc ạ. Chào chị. Chào cô ạ. Mời bác. Xin cảm ơn. Cháu nó có chất giọng ca mới. Tôi đã dạy cho cháu đủ mọi ngón nghề cải lương, như là thổi kèn, hái chè, bắt bướm, duyến chân, chèo thuyền, quay tơ, dệt cửi, khâu vá. Cháu nó cũng thể hiện được những cái biểu cảm từ lúng liếng đến lẳng lơ, từ khổ sở đến giận hờn. Vâng, tôi hiểu rồi. Khán giả bây giờ lạ lắm, cứ hát khác kiểu đi, càng lạ họ càng mê. Cháu tập được những tiểu xảo cải lương như vậy là rất tốt. Không ít các ca sĩ nổi tiếng bây giờ đều xuất phát từ nòi cải lương mà ra cả. Nào, bây giờ cháu vừa hát vừa diễn thử cho chú xem. Nào, đứng lên con. Cứ tự nhiên đi. Đừng ngại ngần gì cả. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa có con mới thương, cùng thầy mẹ dẫn đầu soi gương. Nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay em cầm chiếc nòn quái thao, chân em đi đôi dép cao cao. Đò đi qua bến đục, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói,
tuổi bây giờ mới tròn 15. Em còn bé lắm mấy anh ơi. Giờ đi qua sông này, mọi người ngắm nhìn em, hẹn thùng em không nói Nam Mô A Di Đà. Hẹn thùng em không nói Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Khoan hô, đúng là con nhà nòi. Cháu có giọng hát hay, âm vực rộng, chất liệu rất phong phú. Tuy nhiên chú cũng xin nói thẳng, muốn phát triển để đạt đến một cái gì đó thật hay ho thì còn phải học chán đấy cháu ạ. Đấy, con thấy chưa? Cái vế sau mới là quan trọng. Tôi rất hiểu, để trở thành một ca sĩ thực thụ của khán thính giả hôm nay, cháu nhất thiết phải được anh bảo ban dạy dỗ. Có những điều mình không thích thì khán giả họ lại thích. Cũng có cái mình cho là hay thì khán giả họ lại không thích nữa. Nhưng cháu phải nhớ lấy điều này, việc ăn khách hay không ăn khách không quan trọng trong đời một ca sĩ. Một ông bầu ca nhạc đi làm kinh doanh mà nói như vậy thì thật khó hiểu phải không? Thị trường bây giờ phức tạp lắm. Chẳng qua cái nghiệp nó vận vào thân rồi, không thể bỏ được. Bần cùng bất đắc dĩ, phải mồi chài, phải đong khán giả. Nhưng đến khi làm nghệ thuật chân chính thì nó là cái đạo, phải biết giữ gìn, bảo vệ. Đấy, nghe rõ chưa con? Cảm ơn anh đã mở mắt cho bố con tôi. Ấy chết, chính tôi phải cảm ơn bác mới đúng. Vì có gặp một người đồng điệu như bác, tôi mới thêm tự tin vào bản thân mình. Thôi thế này, tôi nhận kèm cặp thêm cho cháu. Anh mà nhận cháu là tôi mang ơn anh suốt đời. Không có gì. Cháu sẽ ở đây với cô chú, vừa học vừa đi biểu diễn luôn. Ngoài giờ tập luyện, cháu giúp cô cơm nước và chăm sóc em. Vâng. Còn lương lậu tính sao? Không lương lậu gì cả. Cháu được học tập, được thực hành là tôi phải trả lương anh mới phải chứ ạ. Dạ, thôi được rồi. Hai bố con cứ đi về đã. Dạ vâng. Thu xếp mấy hôm nữa đưa cháu lên đây ạ. Vâng. Thôi, tôi xin phép anh nhé. Dạ. Chào chú ạ. Ai đấy? Hay lắm. Chắc là phụ huynh đến gửi gắm chuyện hát hò thôi. Cô bé trông xinh quá. Đã xinh đẹp thì không nên dính vào nghề ca hát. Mà đã dính vào nghề ca hát thì không nên quá xinh đẹp. Chà, cậu học từ bao giờ thế? Thì tài hoa bạc mệnh, hồng nhan đa chuân. Dính vào một thứ đã là khổ lắm rồi. Sao bây giờ các cậu mới đến? Tôi chờ các cậu mãi. Vào đây. Vâng, vâng, vâng. Nhanh chân lên các cậu ơi. Vâng, vâng, vâng. Bà xã sắp đi chợ về rồi đấy. Khẩn trương, khẩn trương. Nào, đông nhá. Này ba bác. Nhanh lên. Xong chưa? Này, đắt rẻ gì cũng cho đi luôn nhá. Dạ. Sáng nay mà không có tiền thanh toán với con yêu tinh Mai Liên là mất mặt cả đoàn đấy. Bây giờ em có việc phải đi đây. Các anh cứ để bài hát trên bàn đấy. Lát nữa về em xem. Thế các anh viết về cái gì? Có hay không đấy? Theo em viết về cái gì cũng được, không nhất thiết phải là tình yêu. Nhưng quan trọng là phải hay cái đã. Nhưng cái bài tình quên lãng thì có hay ho gì đâu. Thế mà em vẫn làm cho khán giả phát điên phát rồ lên đấy thôi. Ừ, thì bài ấy cũng dở thật. Nhưng vì nể nang, người sáng tác lại là bạn nối khố của anh Phương, người yêu của em. Thế là cứ phải gân cổ lên mà gào, rồi phải đổ thêm giấm, thêm ớt. Thế rồi ông nhạc sĩ nghiệp dư ấy cũng được nổi tiếng. Kỳ quặc thật. Thế nhưng nếu không nhờ giọng ca nổi tiếng của em thì... Xin chào. Ơ kìa, anh Phan. Giận dỗi gì em đấy? Đâu dám. Chỉ có điều tôi nhận thấy mình không xứng đáng ở bên cạnh những con người nổi tiếng. Lại tự ái rồi đấy. Anh ấy vẫn thế, cứ như trẻ con ấy. Nhưng mà không hiểu sao tính khí như vậy mà
và thỉnh thoảng lại đẻ ra một bài hát hay đến rút người. Mai Liên này, em hồn nhiên, vô tư và quên đi rằng chính em là người đã khám phá hết những cái hay trong sáng tác của anh Phan và đưa anh ấy đến đỉnh của vinh quang. Cái điều anh vừa nói không phải em được nghe lần đầu. Thực ra nếu em mà nghĩ như vậy, liệu em có phải là một con bé kiêu căng, hợm hĩnh không nhỉ? Những người nổi tiếng thì hay bị bới móc đời tư, quy chụp đủ điều. Em việc gì phải băn khoăn? Thôi được, coi như đó là một cách giải thích hay hay. Em này, anh đã làm đơn xin vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Bài hát này anh viết dự thi ca khúc của hội. Vì thế, anh rất hy vọng vào giọng hát của em. Em hiểu rồi, em sẽ nghiên cứu ngay. Anh rất biết ơn em. Anh về nhé. Đi à? Em cứ tưởng ai? Tưởng là chủ nợ đến. Hóa ra lại là con nợ chứ gì. Đây, tiền cát xê hôm qua của em đây. Thực ra thì... Thực ra hơi cao phải không? Anh cứ vào trong nhà đã. Anh bảo cát xê của em hơi cao chứ gì. Anh thông cảm, đời ca sĩ bọn em có mấy năm, nếu như không tranh thủ thì... Đã đành. Nhưng quả thật, loại bầu rau dưa như anh quả không chịu nổi. Anh đã... Thế anh không nghĩ đó là cái giá em phải trả sao? Bây giờ khác rồi. Em nhắc lại, em chỉ có mấy năm để gặt hái, em phải tận thu. Còn riêng anh có chút công lao đối với em. Anh đưa bài hát của anh đây. Anh làm ca khúc cũng không đến nỗi nào, phải không? Và em sẽ làm cho anh nổi tiếng chứ gì. Em đã nói điều đó với bao nhiêu ông nhạc sĩ làm ca khúc rồi. Không phải em chỉ nói, mà em đã thực hiện được bằng lao động của em. Mà em cần nói với anh, anh đừng cho rằng em thực dụng. Có những ông bầu đã trả em một đêm diễn gấp mấy lần anh kia, nhưng em đã từ chối thẳng thừng. Thế á? Em cũng biết từ chối cơ. Chứ sao? Ô bầu Khoa ơi, anh tốt bụng, trung thực, nhưng anh nhìn người còn gà mờ lắm. Anh phải sống trong cảnh ngộ của em, từng bị lợi dụng, bị bóc lột đến thê thảm, anh mới tỉnh ngộ được. Anh tưởng 2 triệu bạc một đêm diễn của anh là to lắm à? Ca sĩ khác còn đòi 5 triệu, 7 triệu, thậm chí 10 triệu. Anh kém cỏi trong việc tổ chức biểu diễn, bị thất thu. Có nghĩa là anh đã vô tình bóc lột công sức của những người cộng sự với anh, của các nghệ sĩ. Thôi, nói chuyện với những người như anh, tức đến tận cổ ấy. Em phải đi đây. Thôi được. Cô đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng xin nói thật. Tôi vẫn coi cô là một nghệ sĩ. Nhưng thực ra, đã là nghệ sĩ, người ta phải sống cả đời cho nghệ thuật. Bất kể tuổi tác, những Quý Dương, Trần Hiếu, Lê Dung hay Thanh Hoa. Còn cái loại kiếm trác chụp giật thì chỉ vài năm sau là thân bại danh liệt. Với những ca khúc hay như Tình Ca, Con Kênh Xanh Xanh, Làng Tôi hay Bộ Đội Về Làng, ai cũng thuộc. Đâu cần phải ngôi sao nào hát mới làm nổi danh cho nhạc sĩ. Thôi, chào cô. Khoan khoai. Ở nhà Mê Liên ra đấy à? Ừ. Phải trong quán người chú chứ đã. Đi. Ừ.
đường mới à? Chưa. Trả nợ em mà. Thì ra tất cả chúng ta, từ nhạc sĩ cho đến ông bầu biểu diễn, đều nợ các ca sĩ cả. Cậu thì nợ tiền ngày công, còn tôi thì nợ một cơ hội để ca sĩ làm cho nổi tiếng. Thế cậu định làm bầu suốt đời à? Tôi biết là tôi kém cỏi về tổ chức, nhưng lại muốn có một nhóm nhạc riêng biệt, tiến tới thành lập một ban nhạc có khuynh hướng. Tôi lại chẳng hiểu sao, khi đèn đóm sân khấu bật lên, kèn trống nổi, tôi cứ như là người lên đồng ấy. Cậu chết lên chết xuống bao nhiêu lần mà vẫn không chừa. Thì thế, thế mới lạ. Lần nào chết xong cũng thề độc, sẽ vĩnh biệt ông bầu. Nhưng đâu lại vào đấy. Cũng may tớ có bà vợ tuyệt vời, chịu đựng được tớ. Còn cậu, dạo này có viết gì không? Tớ vẫn viết, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Ấy 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 ấy, vấn đề là nó ở chỗ ấy đấy. Cậu có nhiều tìm tòi, khai thác chất dân ca. Nhiều người bây giờ cũng đang làm như vậy, và cứ tưởng rằng thế là mang đậm tính dân tộc. Theo tớ, tính dân tộc trong ca khúc nó phải khác cơ. Theo cậu, thế nào là hay, là được? Sử dụng chất liệu dân ca không có nghĩa là lấy giai điệu dân ca, chế biến cho nó chạy đi, rồi đưa lời mới vào. Khi hát lên, phảng phất ca chủ hay quan họ. Thế là có tính dân tộc. Nửa cung văn nửa ả đào, cứ nảy hạt hay ứ hự, nghe khó chịu lắm. Quả thế thật. Nếu lấy ví dụ thì khá nhiều ca khúc đương thời mắc phải bệnh này. Thì thế tớ mới gọi loại này là dân ca pha ni lông. Thế còn loại nào khác không? Cũng còn vài loại nữa, nhưng đáng nói là loại nhạc hồn công lời Việt mà người ta vẫn hát ra giả ở các tụ điểm ca nhạc suốt từ Bắc vào Nam, nghe đến phát khiếp. À, còn một loại nữa, nghe câu trước biết câu sau, dẻo vẩn cứ choành choách. Cậu làm bầu thì không biết như thế nào, nhưng mà nhận định về đời sống âm nhạc thì tương đối chuẩn đấy. Tớ sợ đến một ngày nào đó cứ hát lên rồi giới thiệu tên tác giả là ai cũng được, vì tất cả nó na ná như nhau. Khó thật. Không ai vượt qua được Mai Liên bài hát này. Chỉ tiếc rằng cô ta không vượt qua được sự nổi danh tai hại của chính mình. Rồi suốt trăm năm một cõi đi về, lời nào có cây, lời nào có lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên phải. Mấy hôm trước cháu và bố cháu đã đến đây rồi phải không? Dạ vâng ạ. Chú Khoa bảo là sau vài hôm thì cháu lên ạ. Dạ, chú Khoa bảo cháu ở luôn đây để giúp cô chú cơm nước. Trông em
Chú sẽ dạy hát. Lúc nào biểu diễn thì theo chú đi ạ. Chưa thấy chú ấy nói gì với cô cả. Thôi được, cháu cứ vào trong này đã. Đợi chú ấy về. Vâng. Cháu ngồi chơi, cô đang rửa tay một chút. Vâng ạ. Lệ Thanh đây à? Chú... cháu lên lâu chưa? Đi đường có vất vả không? Anh đã về đấy ạ. Em này, Lệ Thanh sẽ ở đây với vợ chồng mình. Cháu ngồi chơi. Dạ. Anh thực nghệ sĩ quá. Đồ đạc trong nhà phải bán, phải cắm cả. Ăn còn chả đủ, bây giờ... Em muốn cười thật. Lệ Thanh tương lai, nó sẽ là một ca sĩ nổi tiếng đấy. Như thế còn chưa đủ hay sao? Anh xem, anh đã phát hiện giúp đỡ bao nhiêu trường hợp rồi. Như cái Mai Liên đấy, đến khi nó nổi tiếng, anh đến mời nó giá có rẻ không? Thậm chí có lần, nó còn thoái thác không thèm biểu diễn cho anh nữa. Khổ quá. Việc phát hiện giúp đỡ tài năng là một chuyện, còn họ đối xử với mình thế nào lại là một chuyện khác. Mà em cũng vậy thôi. Bao nhiêu buổi em dạy múa cho trường khuyết tật không lấy thù lao, anh có nói gì đâu. Nhưng nhà mình bây giờ khó khăn quá. Thôi, vui lên nào. Làm ăn lúc có lúc không là chuyện thường. Em yên tâm, anh còn nhiều mưu lắm, còn nhiều chiến hữu sống chết với anh lắm. Anh quên không nói với em về Lệ Thanh, nhưng anh tin rằng em sẽ ủng hộ anh trong mọi chuyện. Em bao giờ cũng tuyệt vời. Chỉ được cái khéo nịnh thôi. Bây giờ cháu đã là người trong nhà. Em đi học bán chú, tối về cháu sẽ làm quen với em sau. Nó rất ngoan và thèm tình cảm. Nói chung cả nhà này đều sống tình cảm và bình đẳng. Cháu sẽ ngủ cùng em Hồng ở phòng trong. Vâng ạ. Chào anh chị ạ. Chào anh ạ. Các cậu đến rồi đấy ạ. Anh Khoa cho gọi bạn em có việc gì đấy ạ? Có đại sự đấy. Mình giới thiệu với các cậu, đây là Lệ Thanh, ca sĩ mới, sẽ là ca sĩ ruột của ban nhạc chúng ta. Hoan hô. Còn đây là anh Biên chơi guitar bass, tục danh thường gọi là Ba Bát. Ba Bát có nghĩa là no bụng, ai mời lấy anh thì không có sợ đói. Còn đây là anh Hiên chơi guitar solid, biệt hiệu là 2 lít. Em mà lấy anh ấy là nguy to đấy. Này, các cậu định đầu độc cháu gái tớ đấy hả? Cứ liệu hồn đi nhá. Cháu à, ai mà sống được với mấy anh nghệ sĩ này? May ra chỉ có hiệu cao cổ mới sống được thôi. Chứ còn người thì có ngày vỡ tim mà chết mất. Thôi cháu cất đồ đạc đi, rồi vào bếp giúp cô làm cơm, phục vụ mấy ông nghệ sĩ nhớn. Vâng ạ. Có show diễn mới hả anh? Sắp có. Nhưng bây giờ mình phải cần đến mồm mép của các cậu đây. Chúng em sẵn sàng trở lệnh. Thằng bạn mình làm ở một tổng công ty lớn, nó vẽ đường cho mình là phải đột nhập thẳng vào tổng giám đốc. Ông này yêu văn nghệ và chịu chơi lắm. Nhưng bây giờ mình đang bị hóc. Hóc cái gì ạ? Hóc phải con nữ yêu Mai Liên chứ ai. Đột nhập vào bộ tổng tham mưu của họ thì cần phải có một ngôi sao đi cùng. Phải. Ngôi sao đó phải được ủng hộ, hâm mộ. Thế mà hôm nọ mình nóng quá, chót mắng con Mai Liên một trận, không kịp vút mặt, chả nhẽ bây giờ lại hạ mình đến với nó. Ui giời, tưởng chuyện gì. Chuyện đó anh để cho bọn em lo. Con Mai Liên nó hay ăn nói mất lòng người khác, nhưng mà thực ra là nó tốt. Nó còn hơn rất nhiều ca sĩ ngôi sao bây giờ. Đúng. Nhỉ. Cậu bênh vực nó thế. Nó chia cho cậu bao nhiêu phần trăm? Anh cứ hay nói đùa. Nói thế anh em dễ hiểu lầm em. Còn Mai Liên dù sao cũng từ cái nôi của anh em mình mà ra, em nghĩ nó không cư xử cạn cầu rau má như thế đâu, đúng không? Thôi, chuyện thuyết khách mình dành cho các cậu. Mà nếu có đến Mai Liên, cho tớ gửi lời xin lỗi.
Đúng là tớ có hơi quá đáng. Có lẽ tớ chưa đến cái tuổi để thấu hiểu lòng người và đủ lòng độ lượng. Cô ơi, cô là cô giáo hả cô? Cô là diễn viên múa về Hu Non, bây giờ về dạy múa ở nhà văn hóa quận. Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, thích thật. Phải nói là nghệ sĩ nghèo cháu ạ. Hơn nữa, một cái diều còn bay được, hai cái buộc vào nhau thì chỉ có mà rơi xuống vực thôi. Vì thế cô phải bỏ nghề múa mà cô yêu thích, chuyển sang nghề dạy học. Sung sướng gì đâu hả cháu? Nhưng chắc chắn là hai cô chú phải thông cảm và thương yêu nhau chứ cô. Điều đó mà không có thì cuộc sống của cô chú chỉ toàn những điều phải lo lắng, giày vò oán trách lẫn nhau thôi cháu ạ. Cháu thấy thương và kính trọng cô chú quá. Cô hãy coi cháu như con, cô nhé. Tầm này chắc họ nhà Vạc còn đang ngủ đây. Cứ bấm chuông lần nữa đi, sắp ngọ rồi còn gì nữa. Thì bấm. Hello. Chào. Thế nào, có định tiếp bạn bè cũ không đây hả? Học đâu cái giọng du côn của bọn Tuấn Lột theo ba toát. Thêm một vinh dự mới. Chiều nay mình phải chiêu đãi bạn bè vì được một ngôi sao đặt cho một biệt danh mới. Chờ một chút, đây xong ngay. Đây, mình cảm thấy lo lo. Sứ mệnh ông Khoa ra mà không thành, mình không nỡ gặp lại ông ấy mà nhìn thấy đàn anh mình khổ sở. Cứ yên tâm, chiến lược chiến thuật đã có rồi, cậu chỉ cần ngồi im lắng nghe, thỉnh thoảng nở một nụ cười chiêu an người đẹp. Không hiểu con Mai Liên yêu thích hội họa từ bao giờ thế nhỉ? Nhưng cái hồi nó mới đến ban nhạc chúng mình ấy, tóc tai nó bù xù, mặt mũi ngơ ngác như con mụ vợ nhặt ấy. Thế mà bây giờ... Thế mà bây giờ làm sao? Công định nói xấu tôi đấy à? Chết! Ai dám nói xấu ngôi sao? Sao với răng cái gì? Tôi đã khốn khổ khốn nạn vì cái trò lăng xê, tung hứng, nhào nặn của người đời, của dư luận đây này. Tôi muốn được yên tĩnh để hát, để trau dồi nghệ thuật, để được sống bình thường như mọi người. Các anh thấy lạ phải không? Tôi biết các anh đang nghĩ gì. Mà thôi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi vẫn là tôi. Mặc dù đại ca Văn Khoa của các anh đã ném vào tôi những lời nhục mạ. Mai Liên, chúng tôi hôm nay đến đây cũng là vì chuyện đó. Anh Khoa rất ân hận và anh ấy muốn xin lỗi Liên. Một người có bản lĩnh như anh Khoa lại có thể dễ dàng xúc phạm người khác, và sau đó lại dễ dàng xin lỗi thế. Từ ngày làm quen với sân khấu,
Dường như Liên đã học được cách trai mặt. Ai khen, ai chê, Liên hầu như rừng rưng. Vậy mà anh Khoa lại làm cho Liên cảm thấy đau lòng. Sau hôm đó lại thêm bài báo chết tiệt lên nữa chứ. Chắc các anh đã đọc rồi. Nhân thể hôm nay đến đây để chế giễu tôi thêm chứ gì. Bài báo gì? Chúng tôi đã được đọc đâu? Cũng tờ báo này. Đầu tháng họ bốc tôi lên tận đây xanh. Cuối tháng họ hạ tôi nóc áo, ném xuống bùn. Cái đời ca sĩ ở nước mình sao mà khổ thế không biết. Có gì thế Mai Liên? Chắc có chuyện oan ức à? Không oan. Thế mới khổ cơ chứ. Thế là thế nào? Bọn tôi không hiểu. Tuần trước Liên đi biểu diễn cho một dạ hội sinh viên. Ban tổ chức yêu cầu Liên hát 2 bài. Khi hát xong, sinh viên yêu cầu Liên hát thêm bài nữa. Chuyện đó thì đâu có gì là khó khăn. Đáng nhẽ Liên phải thấy sung sướng tự hào vì được giới sinh viên hâm mộ. Thế mà không hiểu sao Liên như bị ma xui quỷ khiến. Liên đã bị các show diễn kiếm tiền ào ạt quá nhiễm vào người. Liên chạy xuống ban tổ chức yêu cầu phải tăng thêm tiền thì mới hát bài thứ 3. Lúc đó ban tổ chức của dạ hội họ nhìn Liên như nhìn một kẻ từ hành tinh khác rơi xuống. Họ nhìn nhau nhún vai. Và lúc đó coi như Liên chưa hề tồn tại. Họ đưa tiền thù lao cho Liên, mà Liên có cảm tưởng họ ném vào mặt Liên sự khinh bỉ, coi thường. Mấy hôm sau thì có bài báo này đây. Liên muốn kêu to lên rằng, rằng trong thâm tâm Liên không phải muốn như thế. Rằng Liên đã có thói quen khốn nạn là vội tiền các ông bầu, đã làm hại Liên. Rằng Liên đã từng bị bóc lột sức lao động như thế nào. Cho nên Liên đã nhầm lẫn khi đứng trước môi trường sinh viên. Liên ân hận quá. Sao Liên lại ngu xuẩn đến thế? Chúng mình đành chịu thua. Biết nói với anh Khoa thế nào đây? Thôi, chúng ta không nên quấy rầy sự cô độc và đau khổ của Mai Liên. Chúng thực sự cần cho cô ấy. Hơn nữa, thất bại này chính anh Khoa phải gánh chịu. Anh ấy cũng cần có bài học cho bản thân mình. Làm hỏng việc lớn rồi. Chẳng lẽ tôi lại phải bày cho các cậu, nói cho nó biết rằng đây là một hợp đồng có giá và nó là người được hưởng nhiều nhất. Anh Khoa, anh vẫn đúng trong nhiều trường hợp. Anh là người công tâm, khẳng khái, trung thực. Chúng em quý trọng anh, bó vì anh cũng là vì lẽ đó. Nhưng trong trường hợp này, trong trường hợp này với Mai Liên thì chúng em nghĩ anh đã sai lầm ạ. Mặc dù đã có nhiều lời chê bai cô ấy, nhưng Mai Liên không phải là kẻ thực dụng, chỉ biết đến tiền và dẫm đạp lên tất cả anh ạ. Mai Liên đã cho các cậu uống thứ bùa mê gì vậy? Đồng tiền đã làm mờ mắt cô ca sĩ đáng yêu của các cậu. Và tôi cũng sẽ sử dụng cô ta như một thứ phương tiện. Bằng đồng tiền, các cậu đã hiểu chưa? Vậy anh coi bọn này như một thứ phương tiện phải không? Vậy anh tự hỏi đi, anh đã sòng phẳng chưa? Bao nhiêu năm nay chúng tôi đi theo anh, chúng tôi vì cái gì? Anh hãy nói đi. Thôi, bà bác. Anh chỉ kêu hỏi ai? Tôi là Văn Khoa. Tôi muốn gặp sếp trưởng. Anh chị cho tôi xem giấy tờ.
Tôi là khách quen của sếp trưởng. Nhờ anh báo cáo, tôi muốn gặp sếp trưởng ngay. Anh với chị chờ tí. Em sợ quá anh ạ. Việc gì phải sợ, rồi sẽ quen dần thôi. Nhưng em xuất hiện trên TV có vài ba lần. Nếu em nổi tiếng như Mai Liên rồi được báo chí ca ngợi, tôi đã không mời em đi cùng. Chào anh chị, chào chị. Anh chị đi đường này ạ. Vâng. Vâng. Chào anh Bách. Chào anh. Dạ vâng, chào anh. Anh có được khỏe không ạ? Cảm ơn. Mời anh chị ngồi. Dạ vâng. Vâng ạ. Các anh các chị ở bên công an kinh tế á. Khổ quá. Tôi có nói như vậy đâu ạ. Gớm. Anh bị bao vây ghê quá. Thưa anh, anh em văn nghệ sĩ chúng tôi rất mến mộ anh. Xin giới thiệu với anh, đây là ca sĩ mới nổi Phương Hoa. Dạ. Có mặt trong 10 ca khúc top 10 năm nay đấy ạ. Chào dạ, Phương Hoa. Cảm ơn anh, chào anh ạ. Tôi đã được thấy cô ở trên vô tuyến. Dạ. Dạ thưa anh, còn tôi là Văn Khoa, tổ chức biểu diễn ca nhạc. Các anh các chị uống nước đi. Các anh các chị vất vả quá, bọn tôi cũng thế. Cuối năm mà, nhiều đơn vị cơ sở xin giúp đỡ tài trợ. Nào nhà trẻ phường, nào tổ hưu trí, nào lớp học tình thương, hội thi bé khỏe bé ngoan, thành ra làm phiền anh quá phải không ạ? Không 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 không, nhưng quả thật là tôi rất bận, bởi vì chúng tôi phải hoàn thành kế hoạch cuối năm. Thưa anh, bận gì thì cũng xin anh một chút ít thời gian cho anh em văn nghệ sĩ chúng tôi chứ. À, tất nhiên tất nhiên. Dạ thưa anh, chúng tôi được biết tổng công ty chúng ta làm ăn rất thành đạt, có uy tín trong nước và nước ngoài. Nếu anh có thưởng tiền, tổ chức liên hoan cho cán bộ công nhân viên chức, theo tôi anh nên trích lại một ít để cho họ xem ca nhạc. Dạ. Như vậy là một dịp nâng cao thẩm mỹ cho quần chúng và là một sinh hoạt văn hóa lành mạnh anh ạ. Nhưng nếu khi quần chúng công nhân yêu cầu nghệ sĩ biểu diễn thêm, hát ngoài hợp đồng đã ký, các nghệ sĩ có gây khó dễ gì không? Thưa anh, xin lỗi anh được nói điều này. Ở môi trường nào, nghề nghiệp nào cũng vậy, đều có người thế này, người thế nọ, con sâu làm rầu nổi canh. Nếu quả thực có một ca sĩ nào đó hạch sách quần chúng khán giả, vòi vĩnh thù lao một cách trắng trợn, thì cũng mong anh đừng vì thế mà hiểu sai về các ca sĩ hiện nay. Và cũng xin thưa anh, chúng tôi không phải là những tên cò mồi nghệ thuật đi moi móc tiền ở các doanh nghiệp nhà nước. Cùng bất đắc dĩ, chúng tôi mới phải đi gõ cửa các đơn vị kinh tế như thế này. Xin lỗi vì đã quấy rầy anh. Ấy, 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 đừng hiểu lầm. Xin mời ngồi. Mong anh thứ lỗi. Các nhà kinh doanh chúng tôi thường hay nói bộc tuệch bộc toạc. Mong anh thông cảm. Thú thực là tôi cũng đang định tìm cách từ chối đấy. Chính anh đã làm tôi thay đổi quyết định và thay đổi cách nghĩ về ca sĩ và các nghệ sĩ. Lòng tự trọng của các anh các chị khiến tôi cảm động, vị nể quá. Tôi nói thật lòng đấy. Xin thay mặt anh em nghệ sĩ cảm ơn anh. Dạ. Nào, ta hát lại từ đầu nhé. Cháu phải chú ý đến cao độ, các yếu tố kỹ thuật phải nắm vững và tập thuần thục, để đến khi biểu diễn quên hoàn toàn kỹ thuật đi, chỉ tập trung vào diễn tả cảm xúc thôi. Cháu hiểu chứ? Dạ cháu hiểu ạ. Nào, ta bắt đầu. Lúa tháng năm kén tằm vàng óng, hạt khô giòn đem đóng rễ nồng, thúng đầy anh gánh tôi gồng. Cứu ca cứu thịt quá thương quá đó, lúa nhiều chiến thắng càng to, đồn cây càng đổ câu hò đại vang. Đóng nhanh nhanh khắp xóm làng em thành thôn chàng màu thông.
Hay quá. Mới ra. Vâng, em vừa rẽ qua nhà xong là đến thăm anh chị ngay. Đây là Lệ Thanh, ca sĩ mới. Dạ chào anh. Còn đây là anh Phương, đạo diễn sân khấu, người yêu của ca sĩ Mai Liên. Thế à? Mình ra kia ngồi. Vâng. Cháu vào nhà xem kiếm cái gì cho bọn chú nhấm nháp nhé. Vâng. Em có chút qua Sài Gòn biếu anh chị và cháu. Ôi sao, chú cứ bày vẽ làm gì. Thế nào, xong vở chưa? Tốt chứ? Xong rồi, tôi sành điệu về kịch nói của sân khấu thể nghiệm. Rất mừng là còn có những người như các cậu phải biết vun trồng mảnh đất nghệ thuật đích thực, chứ toàn thứ thương mại rẻ tiền buồn lắm. Nào. Dạo này anh có nhiều show diễn không? Cũng nhì nhằng thôi. Thú thực với cậu là tớ mệt mỏi lắm rồi. Nhưng anh không có ý định bẻ giáo vứt mộc đi chứ? Em không bao giờ quên cái lần anh tâm sự với em. Anh muốn góp phần duy trì vẻ đẹp thật sự của sinh hoạt ca nhạc nước mình. Phải. Cần phải làm trong sạch hóa. Cần phải trả lại sự chân chính cao thượng cho ca hát. Tớ chưa kịp nhận ra là mình có ảo tưởng hay không thì đã bị đâm chí mạng từ phía sau lưng. Một trong những nhát đâm đó là của Mai Liên. Sao lại thế hả anh? Nói cho chính xác là Mai Liên đã đâm tử thương cái ảo vọng của tớ. Hôm nọ tớ đã vuốt mặt không kịp vì cái tên của cô ta đấy. Không thể thế được. Chính anh là ân nhân, là người thầy đầu tiên của cô ấy cơ mà. Thế thì có gì là đáng nói? Cậu cứ đến mà nói thẳng vào mặt cô ta ấy. Cô ta đã phản bội lại chính tài năng của mình. Phản bội lại cái mà đáng lẽ cô ta phải trân trọng, nâng niu suốt đời. Đó là nghệ thuật. Trời ơi, mấy tháng qua xa Hà Nội, em đã nghe nhiều dư luận không hay về cô ấy. Không ngờ. Cậu đừng nghe dư luận, hãy đến mà nghe cô ta hát. Khi đã nổi tiếng, cô ta không còn hát từ trái tim ra nữa, mà hát từ cổ họng. Cô ta coi thường tất cả, bạn đồng nghiệp, nhạc sĩ, nhạc công, khán giả, và chỉ coi trọng mỗi một thứ: tiền, sau đó là danh vọng. Vì danh vọng chính là cái máy nhân tiền. Cảm ơn anh. Em đi đây. Lẽ ra cháu không nên nghe những chuyện vừa rồi, nhưng biết đâu nó lại rất cần cho cháu. Khi đã nổi tiếng, cô ta không hát từ trái tim ra nữa, mà hát từ cổ họng. Cô đang phản bội lại tài năng của chính mình. À, anh Phương, anh về từ bao giờ vậy? Sao không gọi điện để cho em ra đón? Kìa anh, anh sao thế? Không sao cả. Anh mệt à? Hay là anh nghe họ nói ra nói vào cái gì về em phải không? Trong mắt em hình như không còn ai tốt cả. Thì ai chẳng muốn kinh doanh tài năng của em. Thì ra anh đang có trong tay một cái máy in tiền mà không biết. Anh giờ dỗi ở đâu về lấy chút lên đầu em. Anh không hiểu sao, để có được một cái tên như ngày hôm nay, em đã phải trả giá, phải lao động cật lực. Thế mà bây giờ ai cũng hiềm thị, đố kỵ với em. Sao anh không hỏi em đi này, mà đi nghe dư luận nói vớ nói vẩn. Em tự mãn quá. Em tự coi mình là vĩ đại rồi, thấy không chịu đựng nổi một lời chê bai, một lời nhận xét không bùi tai.
anh thấy hoảng sợ. Em tự ban cho mình cái quyền được đem lại vinh quang cho người này và sẵn sàng dẫm đạp lên người khác, dù người đó có là ân nhân của em như anh Khoa, chị Tân. Anh vừa nói cái gì vậy? Anh không thể ngờ là em lại tù dốc nhanh thế. Còn đâu cô bé Mai Liên, ngây thơ, thẳng thắn, nhí nhảy, mê ca hát mà anh gặp lần đầu tại nhà anh Khoa. Còn đâu cô bé Mai Liên, ngây thơ, thẳng thắn, nhí nhảy, mê ca hát chi kiếp tội tình ngã từ khi giang mây trôi đã xa rời xa quê nhà xa từ quên đi cay đắng quên đi giọt nước mắt rơi xa từ xa từ gì và áo xưa qua trong mơ. Mai Liên, em hát hay lắm. Đã nhiều lần anh được nghe em hát. Vào đây uống nước đã. Dạ. Ai nói yêu em đêm nay? Ai nói em uống cái gì? Dạ. Cho em một ly cà phê sữa. Cho hai ly cà phê. Em học hát đã lâu chưa? Có thể kể cho anh nghe quá trình học hát của em được không? Xin lỗi, anh là ai ạ? Có thể gọi anh là người tổ chức biểu diễn ca nhạc. Trước đây em sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi. Bố mẹ em chia tay, em ở với mẹ. Rồi mẹ em ốm nặng, bao nhiêu tiền của dốc vào chữa bệnh hết. Em học sở lớp 9 thì bỏ học. Em phải đi làm đủ thứ, chạy chợ, đi hàng tàu Thống Nhất, làm đại lý vé số, ghi số đề. Nhưng em mê hát lắm. Nhà có cái cassette cũ, cứ đêm về là em lại mượn băng, thuê băng nghe hát suốt đêm ấy. Mời chị. Cảm ơn. Mời anh. Cảm ơn. Em thuộc giọng của nhiều ca sĩ trong nước và nước ngoài. Em học theo họ. Có một đứa bạn cho em mượn một cuốn sách nhạc lý, rồi em tự mày mò học lấy, rồi đến lúc tự xứng ở bài hát được. Em để dành tiền để mua nhiều sách nhạc, băng nhạc. Khi mẹ em mất, em bán nhà vào thành phố Hồ Chí Minh ở với ông bác. Em có tham gia một số tụ điểm ca nhạc, nhưng hồi đó thành phố chỉ có chuỗi nhạc ngoại và chuỗi các ca sĩ đã có sẵn tên tuổi. Rồi khi bị ông bác mắng là đồ sướng ca vô loài, phải tìm lấy một nghề nghiệp nghiêm túc, em lại bỏ ra Hà Nội. Cũng phải vất vả lắm, em mới xin được một chân hát ở nhà hàng này. Họ trả bèo bọt lắm anh ạ. Nhưng dù sao em cũng được hát. Em chịu khổ quen rồi. Giờ đây em chỉ muốn được hiến mình cho ca hát. Em uống nước đi. Dạ. Anh hiểu rồi. Anh cũng mê âm nhạc, mê ca hát lắm. Chỉ có điều anh không có giọng. Anh đành làm tổ chức biểu diễn. Hiện giờ trong tay anh có một ban nhạc, nói đúng hơn là một cánh hát nhỏ. Anh phải vay mượn bán hết đồ đạc mới sắm tạm đủ đồ nghề biểu diễn. Thế hả? Anh dũng cảm quá. Anh không sợ chị ấy kêu ca à? Anh phải thuyết phục mãi. Với lại chị cũng là dân văn nghệ mà ra, nên bước đầu thuận lợi. Dàn nhạc do anh tụ tập gồm những tay chơi nhạc thất thế, nghèo nhưng mê âm nhạc như nghiện. Còn giờ đây, trước mắt anh đang thiếu một ca sĩ ruột. Thú thực là anh không đủ lực để mời các ngôi sao ca nhạc. Nhiều ngôi sao cũng hát ẩu lắm anh ạ.
Chính vì thế mà khi nghe em hát, anh rất cảm động. Anh hiểu rằng chính em sẽ là người đồng cam cộng khổ cùng bọn anh. Em hát chưa có kỹ thuật lắm, anh sẽ giúp em. Anh có mấy anh bạn thân là nhạc sĩ, anh sẽ đưa em đến đó học hỏi thêm kinh nghiệm. Ôi, thế là hôm nay em gặp được ngôi sao chiếu mệnh rồi. Cho em tham gia vào ban nhạc của anh nhé. Anh đang tính đặt tên cho ban nhạc là Vĩnh Kiều. Anh nghĩ dù có gặp vất vả, khó khăn, thậm chí ban nhạc phải ly tán, tàn vỡ, các ngôi sao ở đó rơi rụng đi, nhưng sẽ còn lại mãi mãi trong lòng mỗi thành viên tình yêu cao cả đối với âm nhạc. Chính điều đó mới là Vĩnh Kiều. Anh mơ mộng quá, đáng quý quá. Em thấy mê ban nhạc của anh rồi đấy. Ban nhạc tương lai của chúng ta. Mi ma hai ba mi ma. Quả là em thấy tốn ít hơi hơn mà âm thanh lại vang nữa. Em cần tập trung tư tưởng, tập luyện nhiều hơn nữa. Dạ. Nào, ta nghỉ một chút nhé. Dạ. Anh ơi, một bài hát như thế nào thì gọi là hay hả anh? Một bài hát hay trước hết phụ thuộc vào kết cấu âm nhạc và giai điệu. Trong nghề gọi giai điệu là melody. Giai điệu phải phù hợp với tinh thần của bài hát. Ví dụ trữ tình thì giai điệu phải mượt mà. Nhưng nếu mượt mà quá, dễ dãi quá, nghe câu trước đoán được câu sau thì rất kém, thường thì gọi là nhạc xến. Như vậy giai điệu phải lạ, thuận tai mà không rẻ. Có giai điệu hay thì dù có dịch ra nhiều thứ tiếng vẫn hay. Ví dụ như Trở Về Sorrento, Besame Musso. Vậy ca từ chỉ đứng hàng thứ hai. Tinh thần của bài hát, ý đồ của tác giả cộng với cảm xúc và sáng tạo của ca sĩ mới quyết định số phận của bài hát. Cho nên vai trò của ca sĩ là hết sức quan trọng. Dạ, em hiểu ạ. Em cần phải biết rằng nếu hát những bài nhạc xến thì hiếu tồi, thì được những khán giả ít học thích, nhưng nghề nghiệp của ca sĩ sẽ bị mai một đi. Ngược lại, hát những bài có cấu trúc âm nhạc phức tạp thì ít khán giả yêu thích. Là ca sĩ, em phải biết dung hòa mâu thuẫn này. Làm sao trong nghề thích mà người ngoài nghề cũng thích, như thế mới thành công. Khó thật anh nhỉ. Bản lĩnh và nhân cách của người ca sĩ là ở chỗ phải biết nương theo khán giả, tìm đường đến với họ, nhưng phải tìm cách nâng cao thị hiếu của họ lên, dũng cảm tìm ra con đường mới. Tuy lúc đầu khán giả chưa thích, nhưng rồi mình sẽ thuyết phục được họ. Em sợ mình không làm được thế đâu. Cái đích vinh quang nào mà chẳng phải trả giá bằng tình yêu và lao động. Em không phải sợ gì cả. Em có một chất giọng thiên bẩm, đáng quý, phải biết mài giũa nó. Nào, ta tập tiếp chứ. Dạ. Em học anh Khoa có thích không? Anh ấy giỏi lắm, lại tâm lý nữa. Nhưng nghe con bạn em nói, nhạc sĩ Phúc Tân còn giỏi hơn, mạnh hơn anh ấy nhiều. Theo anh ấy, nói thế này chính xác hơn. Anh Phúc Tân giỏi kinh doanh hơn là sáng tác âm nhạc. Còn về con người phức tạp hơn anh Khoa. Ai mà sâu sắc, trẻ sợi tóc làm tư được như đạo diễn sân khấu. Thì chính em cũng nhận ra đấy thôi. Anh có nhớ lần đầu tiên gặp em ở nhà hàng này, em hát bài gì không? Quên sao được. Bài Thuyền Và Biển. Hình như lúc đó
em đã hát với tất cả nỗi lòng, sự cô đơn, niềm khao khát. Chưa bao giờ anh thấy mình rung động như lúc đó. Em cũng biết, lúc đó em hát còn non lắm. Anh Phương này, em có ý định em rất quý trọng anh Khoa, nhưng em cảm thấy anh ấy cầu toàn thận trọng quá. Em vẫn đi hát cho anh Khoa, nhưng em vẫn muốn đi với ông bầu khác nữa, để phát triển thêm năng khiếu. Anh hiểu là em nôn nóng trở thành ca sĩ độc lập, nhưng hiện giờ em chưa đủ lông cánh đâu. Hơn nữa, giữa em với anh Khoa là chuyện tình nghĩa. Thì em có thể tình tuyệt nghĩa với anh Khoa đâu. Em vẫn đi với đoàn anh Khoa, nhưng em vẫn muốn đến với cả nhạc sĩ Phúc Tân nữa. Vắng trong gió buồn, bên dòng nước trôi lững lờ, chờ một ngày tươi sáng, nước sông Hậu Giang xanh ước mơ, nhấp nhô chuyến đò đưa người đi tìm đường tranh đấu. Lại đời ấm no những ngày sau, sóng dâng cuốn trào như ngàn tiếng kêu thét gào, cùng tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp sau. Thoáng nghe tiếng hò thương miền quê hương ngồi xa xiết, giọng hò càng thiết tha. Đúng là một giọng ca vàng, em hát hay lắm. Dạ. Hát hay đó là lời khen chung chung của tất cả mọi người. Còn trong nghề nghiệp thì hát hay có nghĩa là âm vực phong phú, chất giọng biểu cảm, giải mã được cái hồn của bài hát. Nếu được trang bị thêm về kỹ thuật thì... Dạ, anh cứ quá khen. Cái chính là do chất lượng bài hát, ít khi em gặp được một bài hát thích như thế. Anh có một đề nghị, anh muốn được thu thanh giọng hát của em khá nhiều bài đấy. Em hát đã ra gì đâu mà anh thu băng? Kỳ yên tâm, khi thu băng em sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Bởi thu băng có nghĩa là em phải đứng trước hàng triệu khán giả không có mặt, nó khiến em phải tập trung năng lực một cách cao độ. Dạ, nếu vậy thì em lo lắm. Thử thách nào của người nghệ sĩ cũng có giá hết, em đừng lo. À, mà em đi hát ở nhà hàng họ trả em mỗi tối là 30.000 đồng chứ gì. Dạ. Anh sẽ trả em mỗi bài là 60.000 đồng, được chưa nào? Này, em sẽ hát 50 bài liền, đã chưa nào? Dạ. Hà Nội ơi, Thôi, cô hát hay là cô kêu đường đấy hả? Dạ, em xin lỗi. Anh cho em hát lại nhé. Nhớ ai, tôi nhớ ai. Thôi, nhớ gì mà khôn như ngói thế hả? Lấy lại giọng đi. Dạ, em mệt quá rồi, anh cho em nghỉ một lát nhé. Cô nghỉ, nhưng máy móc nó có nghỉ cho tôi đâu. Tiền điện, tiền thuê máy móc, ai chịu cho tôi hả? Này, thưa ngôi sao sắp sửa xuất hiện, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho cô rồi đây. Bây giờ cô ngậm vào, cô uống đi. Cô nghỉ một lát rồi cô tập tiếp nhé. Mệt thì em không sợ, nhưng anh cứ xỉ vả em mãi thế này, nhục quá. Tôi có xỉ vả thì cũng vì cô thôi. Sau này cô nổi tiếng, cô vinh quang thì ai hưởng? Tôi chắc. Mà thôi, cô cũng thông cảm cho tôi.
Tính tôi nó nóng này, ăn nói bố bã, chứ thực ra chẳng có tâm địa gì đâu. Vâng, em hiểu. Anh Khoa, chị Tân ơi, các đĩa thu bài hát của em đây này. Em hát từ bao giờ ấy? Thế là rõ rồi. Có nhiều ca sĩ như cô vừa nổi tiếng lập tức có người đem ra để kinh doanh ngay. Các cô vẫn chưa hiểu à? Thế này nhé, khi Mai Liên thành công với bài hát Quảng Vỡ của Phúc Tân, anh ta bắt đầu một cuộc chiến lăng xê ào ạt. Thang giá nhuận bút của Phúc Tân trả cho các phóng viên và cộng tác viên cao gấp chục lần của các đài truyền hình và các tờ báo. Nhưng trước hết là Mai Liên hát rất hay đã, thì các đài báo mới dám ca ngợi chứ. Em ngây thơ lắm. Trong chiến dịch quảng cáo rầm rộ này do Phúc Tân giật dây, ông ta đã thu lợi nhiều nhất. Sau khi Mai Liên đã thành danh, Phúc Tân đã cho tung ra thị trường 50 bài hát đã thu của Mai Liên trong hàng chục ngàn đĩa CD. Thử làm con tính đơn giản mà xem. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhạc sĩ kiêm ông bầu Phúc Tân đã trở thành tỷ phú. Thế ông ta trả em được bao nhiêu? Dạ, 3 triệu sau khi ký hợp đồng ạ. Thấy chưa? Em đã bán lúa non cho hắn ta rồi còn gì. Phúc Tân được một lúc cả hai thứ, cả tiền tài lẫn danh vọng. Chính giọng hát của em đã chắp cánh cho những bài hát của ông ta. Lão Phúc Tân vớ được bạc tỷ mà không trả tiền bản quyền cho em thì kiện một mẻ. Bây giờ đã có luật bản quyền mới ra. Có mà kiện củ khoai. Mà nếu có ra tòa, ông ta sẽ ném ra trước mặt mọi người tờ hợp đồng có chữ ký của Mai Liên hẳn hoi, và sẽ vênh mặt lên mà nói rằng chính ông ta đã có công phát hiện và tạo nên một ngôi sao cho nền ca nhạc nước nhà. Đồ bạch tuộc. Em ơi, không thể trách ông ta được đâu. Chính Mai Liên đã nôn nóng muốn được thể hiện mình, cho nên đã chủ động tìm đến ông ta. Phúc Tân làm kinh doanh đúng luật đấy. Đầu óc tỉnh táo, nhìn xa trông rộng, lại còn gặp may nữa. Chỉ có điều hơi lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng thôi đừng buồn, mà cũng chẳng có gì phải buồn. Dù sao thì em cũng đã trưởng thành. Em đã dẫm được lên vai của cả bầu Khoa lẫn bầu Phúc Tân để đến được với trái tim hâm mộ của hàng triệu khán giả, thính giả. Em hãy cố gắng, đừng để phụ lòng tin yêu của họ. Tiếng hát của người ca sĩ chân chính ở thời nào cũng vậy, ví như một viên ngọc quý nhưng rất mỏng manh, dễ vỡ, dễ bị đánh cắp. Cần phải bảo vệ nó và phải học cách bảo vệ nó. Anh cảm thấy xấu hổ khi người ta biết được anh có quan hệ với ca sĩ nổi danh Mai Liên. Anh phải dũng cảm lắm mới đến được đây để nói với em những điều gan ruột. Mong em tỉnh táo lại, tự nhìn lại bản thân mình đi. Tạm biệt em. Anh Phương, anh đứng lại đã. Anh mà cũng nhìn nhận như người khác, cũng thiển cận như người khác ư? Tôi có lẽ sống của tôi, có niềm tự hào của tôi. Anh chưa là gì với tôi cả, mà có quyền lăng mạ tôi như thế. Anh thương hại tôi ư? Anh xấu hổ vì tôi ư? Anh đi đi, đi cho khuất mặt tôi. Tôi cũng xấu hổ vì anh đấy.